Các con đường ở một số quận huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh như Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn thời gian qua hư hỏng, đầy rẫy ổ gà như 7 người đi đường. Nhiều người ví von, dù cũng nằm trong địa phận thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đường xá các khu vực này còn thua đường quê. Ghi nhận tại đường Giác Đạo, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn đã tan nát suốt thời gian qua. Theo người dân địa phương, từ 2 năm nay, con đường này cứ chắp vá vài hôm rồi lại đầu vào đấy. Xe đi lại phải mang sát hai bên lề đường bởi ở giữa là loạt ổ gà nối tiếp ổ voi, nước động thành vũng lớn hòa cùng đất cát, sỏi đá. Những ngày mưa gần đây, mỗi khi có xe chạy ngang, bùn đất văng tung tóe dính hết lên quần áo người đi đường. Mỗi ngày, học sinh len lỏi đi xe trên những mảnh đường hiếm hoi còn nguyên vẹn. Những em nhỏ ngồi trên xe ba mẹ, người thân chở đi học nhanh chóng co rút chân lên mỗi lần đi qua vũng nước sình. Còn những em đạp xe hay đi bộ thì chấp nhận cảnh quần áo giày dép lem luốc. Còn tại đường Hồ Văn Long, đoạn từ đường Võ Trần Chí đến kênh Tham Lương, Bến Cát, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, còn gọi là đường Sông Suối, dài chưa đến 1 cây số nhưng tróc lở, nát như tường.